Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo, định hướng thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông thành phố. Qua đó đã thông tin kịp thời đầy đủ đậm nét hầu hết các diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại trên địa bàn, phản ánh thực tiễn cuộc sống và tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân thành phố, có những góp ý, kiến nghị mang tính xây dựng, góp phần quan trọng trong công tác chỉ đạo lãnh đạo điều hành và thực hiện các nhiệm vụ của thành phố, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Năm 2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục kịp thời thông tin, tuyên truyền các vấn đề sự kiện tại thành phố, nhất là tuyên truyền đậm nét chủ đề năm 2021, năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế và các mục tiêu chủ yếu của năm, nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị, nghị quyết 119 của Quốc hội, đồng thời tuyên truyền đậm nét Đại hội Đảng lần thứ 13 và các nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, các cơ quan báo chí địa phương cần đổi mới nội dung hình thức truyền tải thông tin để thu hút độc giả từng bước tự chủ tài chính.